Cái chương trình viết lại mà. Nếu mình để kia nó soi vào nhà người ta. Không phải soi vào nhà, nhưng người ta tới đây tới làm cái coi sợ nè. Ở chương trình này đẹp rồi ha. Nhất ông giời. Cái nào trong giời sau nhà không có sao. Tia đẹp đúng không tia? Tia này đẹp hơn rồi. Đấy là của đình quán đưa lên vẫn bé. Nhìn là đưa lên vẫn bé nhỉ. Đó chiều ngang thêm 1,5 m nữa. Cao rồi, 2 m. Nó không bằng cái tháp chuông ấy. Nhìn xấu. Đêm sáng lắm ấy nhỉ. Quán mà nó soi cũng sáng sâm. Mua không? Bán lại cho mai bán nha. Mai bán lại cho. Có cái hiệu ứng này này, đẹp. Nhiều bóng của mình vẫn nhỏ, to tí nữa thì đẹp. Gửi hả? Má đi gửi hả? Nó chạy ra trong hàng 10 phút.